Xin chào cả nhà, Nha Trang tôi đến chào cả nhà. Hiện tại thì sau 2 giờ mình bay từ Hà Nội vào đến Nha Trang thì hiện tại là mình đã có mặt tại Nha Trang và công việc của mình sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sau mà rất nhiều ngày mà lang thang ở Nha Trang, công việc gia đình mình và hiện nay mình đã vào lại thì để thay đổi không khí và thay đổi các món ăn giữa các tuần, các ngày trong tuần ấy, thì mình đã quyết định là chọn một món rất đặc biệt, không phải hải sản, không phải bò mà là trâu. Và đặc biệt là ở Nha Trang thì cực kỳ ít cái quán mà có thể nấu được cái món trâu này theo vị Bắc. Thì đây bọn mình đã gọi lên một nồi là trâu nhúng mẻ. Thì sẽ ăn kèm là thịt trâu nhúng vào mẻ mà. Công thức thì cực kỳ đặc biệt và ăn kèm nó lại rau cần nhá. Đây là hương vị cực kỳ Bắc luôn các bạn nhé. Một lát nữa khi mà nước nó sôi lên thì mình sẽ nhúng lên và thưởng thức cùng các bạn nhé. Đây, trâu tươi nha. Trâu tươi luôn em ạ. Đỏ ao luôn. À, lại vung này, lại vung này, sắp sôi rồi. Sôi, đã sôi, đã sôi. Mình sẽ thử được các bạn. 2 phút chờ thì cái nồi mẻ của mình đang sôi rồi, cực kỳ thơm các bạn. Thơm cực luôn. Thơm, thơm cực luôn. Rồi, cái này nhá, theo như mình được biết ấy, thì giờ mình sẽ nhúng thịt trâu tươi này, đã tẩm ướp. Gia vị là có tỏi và gừng nhá. Đây. À, đây này. Đấy cái vá này. Vá có cái lỗ này. Đúng là phải nhúng vào cái vá này. Rồi. Gấp vào cái vá. Đúng rồi, xong rồi nhúng. Chín tới là ăn luôn. Để thưởng thức cái món này mình nên ăn tái các bạn nhá. Đúng rồi, gọi là nhúng mà. Gọi là nhúng gọi là thịt trâu nhúng mẻ. Rồi ok các bạn nhá. Đó. Rồi, các bạn nhìn này. Khi mà thịt trâu nó vừa mới hết hồng. Đấy, thì mình ăn ngay nó không bị dai và nó sẽ ngọt và mềm. Rồi ta cùng thưởng thức nhá. Món này thì có nước chấm này. Sẽ là nước tương tỏi ớt nha. Nhiều tỏi ớt nha các bạn nha. Ăn. Đây, mình sẽ chấm nước tương. Món này cũng rất đơn giản thôi. Chấm vào nước tương. Ngon cực kỳ các bạn. Ngọt này. Cái mẻ này thì nó có cái vị chua thanh. Thịt trâu cực kỳ ngọt và mềm, chấm với nước tương này cực kỳ hợp vị. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi bỏ thêm rau vào này, bỏ thêm rau vào để ăn thêm rau, rau cần. Đây mình sẽ có rau cần và rau muống các bạn nhé. Ok. Rồi chúc các bạn ngon miệng. Chúc các bạn ngon miệng nha. Ăn uống rất là non đây, thì đây các bạn thấy chiến trường của anh em chúng tôi ăn không còn cái lá rau, còn lá rau cho ăn thôi, thực sự quá ngon các bạn ạ. Ăn ngon chắn nguyên một đĩa rồi, nguyên một đĩa ngọt. Thực sự là nên khi mà đến Nha Trang này mình nên ghé thăm, ngoài hải sản thì mình cũng nên ăn những món ở trong này cực kỳ là độc đáo và ngon. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Ok, tạm biệt. Cái tay tạm biệt các bạn nha.